Đây hành lý anh mang, tôi cầm cương rắc cưa. Lâu lâu nghe lại bài nó ướt mắt luôn á. Kỷ niệm ngày tháng dài ngắn trôi dần, biết đi hướng nào về đâu. Tay cầm cương Thoáng mây trắng mây mây phương trời. trời được rồi, ta coi được ta du ký được 30 lần rồi đấy. Ta không bao giờ ta coi hắn trọn vẹn lắm, nhưng mà thoáng mây Tay cầm phát cương rắc xa mà đường thì chỗ còn quá xa. Đường thì chỗ dài tháng năm, bao khó khăn vượt qua. Đường thì chỗ còn quá xa, nhưng không vừa bước lưu khó khăn cũng vượt qua. Đây là phải tèo gồng lắm để ta hát được cái tông đó. tèo 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 Là lao ra như cái cái chậu dưa bắn hầm vậy nên finish cái chậu cho nên chạy hết cái đó, bởi vì tao thấy thằng lùi lùi ma pha đi ra, fuck tao tưởng luôn. ở đây chạy tay mẹ mới hát câu viết không lùi mà ác mà không làm theo rồi chết mẹ đi. À, tưởng lũ khác lũ ở lại thì cho tao lũ chạy lũ chết Tại tao thấy ma pha đi ra, tao tưởng nó tông ùn. Nó đang tao bớt đừng hát cùng đi chứ cô.